giá xăng lại tăng mỗi lít 340 đến 361 đồng. Xăng tăng khiến các mặt hàng khác cũng tăng. Hiện giá xăng E5 RON 92 giá bán là 16.309 đồng một lít. Dầu diesel cũng tăng với giá hiện bán là 13.042 đồng một lít. Chỉ còn 2 tuần nữa đến Tết Nguyên Đán, việc giá xăng tăng trong thời buổi khó khăn vì Covid-19 khiến nhiều người dân lắc đầu ngao ngán. Cũng ế hơn mấy năm. Có thật là năm nay ai cũng lồn, ai cũng rối. Vì Covid rồi tới lục rồi lũ đủ thứ ấy. Nhà nước lên thì mình cứ đứa mình mua xin thì mình phải đổ mình chạy thôi chứ không lẽ. Bởi vì gió thành nó khô hơn thì tất nhiên là họ mới lo chi phí để nhiều thứ hơn. Trừ họ đang mình đấu thành được dân mà đúng không? Cái chuyện lây còn đang đấu thành được. Không bao giờ đấu thành được. Họ thì dân mình nó đỡ hơn chứ đang cứ là họ bớt cho dân mình đỡ. Nếu mà sang họ thì tất nhiên cước đắt hơn. Rồi mình cũng đỡ vài chục ngàn rồi đó. Nếu mà lên gió thì lúc này lồn ăn thì khó, mà lên gió thì ăn khổ cho họ thôi chứ. Là dịch với là đủ thứ nữa. Dịch rồi bão lụt nữa rồi không có tiền. Có cái là cái chi mình lồn không ra tiền thì mình phải tiết kiệm. Đương nhiên là xăng dầu lên là rất ảnh hưởng với mình. Bây giờ cũng chăm cho nó bình ổn để mình làm ăn cho nó dễ. Chứ bây giờ ví dụ nó lên một cái thì mình đâu có tăng cái giá cước người khách lên được. Cho nên mình thì gọi là người dân gánh chịu thôi chứ ai chịu được. Tất cả những cái ngành nghề khác ủng hộ cũng đều rất là vất vả. Qua nữa là bởi vì khách không gọi là mình phải đi hà giá hơn nữa chứ. Mình phải đi hà giá hơn khách hơn người ta mới đi. À, đi theo giá xăng dầu là họ người ta cũng đi. Nói chung là bây giờ xăng còn lên xăng còn xuống thì người lao động là cũng là không có thu nhập cao được. Tăng lên nhưng mà mình không có khách. Vì người ta làm khó khăn mọi người ta ít đi. Để ảnh hưởng thì ảnh hưởng người dân của ấy chứ. Là thí dụ như to mùa cái gì ảnh hưởng. Cơ chế bây giờ thu nhập được không được này, không có công ăn việc làm này, rồi xăng dầu lên thì đứng, rồi cả đời sống luôn, hết đứng. Được biết, lần tăng giá vào tháng 1 năm 2021 vừa qua là đợt tăng giá thứ 5 liên tiếp kể từ tháng 11 năm ngoái. Riêng trong năm 2021, chính phủ Việt Nam tăng 2 lần liên tiếp giá xăng. Trong khi đó, hàng triệu người dân và doanh nghiệp Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay. Theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 đã đẩy 1,3 triệu người vào tình trạng không có việc làm trong năm 2020 và hơn 30 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2020 cũng giảm 215.000 đồng một tháng. Việc xăng tăng giá liên tục giữa lúc cuộc sống người lao động đang gặp nhiều khó khăn như vậy là điều khó chấp nhận. Mấy cái nhà mà hoạch định kinh tế của Việt Nam nó có một cái chính sách gì đó mà mình có thể là có thể là mình không lời để cho người dân họ có cơ hội để mà họ tiếp tục họ chiến đấu qua cái dịch bệnh, qua cái bão lụt thiên tai phải hạ xuống chứ. Chuyên gia tài chính ngân hàng tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho Đài Á Châu Tự Do biết, việc chính phủ Việt Nam liên tục tăng giá xăng, nhất là vào những ngày cận Tết trong tình hình dịch Covid-19 tái bùng phát, sẽ khiến 98% người dân bị ảnh hưởng. Chính viên là chính cái con mắt của một người dân thì đang là một hợp lý của thu nhập của họ bị ảnh hưởng từ tác động nhiều bởi dịch bệnh. Có nhiều người họ mất cả công ăn việc làm đấy. Thế thì giá xăng là một trong những cái hàng mà chủ yếu cho đời sống của người Việt. Chính thành ra mình có thể nói là 97-98% người dân là bị ảnh hưởng bởi giá xăng tăng. Tuy nhiên cái vấn đề giá xăng tăng nó cũng là một cái yếu tố mang tính cách thị trường nữa. Nếu mà giá xăng trên thế giới mà nó tăng thì đúng như là Việt Nam cũng tăng theo. Việt Nam mặc dù là có nguồn dầu thô bán ra nước ngoài rất nhiều và không đủ để mà đáp ứng cái dầu xăng cho sinh hoạt bình thường của người dân. Chính vì vậy mặc dù mà giá xăng và thế giới chưa tăng thì trong nước cũng tăng theo. Mặc dù là chính phủ có cái quỹ bình ổn, thế nhưng mà cái quỹ đó cũng rất là giới hạn. Mà trong lúc này là cái lúc mà ngân sách của nhà nước cũng đang bị cân một vì dịch bệnh, thành ra cũng bắt buộc phải gia tăng cái xăng hơn. Dưới sự nhìn nhận của một chuyên gia tài chính, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng chính phủ Việt Nam trong thời điểm giáp Tết Nguyên Đán 2021 nên sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu để giảm giá xăng hơn là tăng giá. Chính phủ phải sử dụng nhiều hơn nữa quỹ bình ổn
giá để mà hỗ trợ giá cho người dân, đặc biệt là trong giá xăng dầu. Nếu mà giá xăng dầu mà nó đang ở trong cái xu hướng tăng thì chính phủ nên dùng vũ khí bình ổn giá để mà hỗ trợ người dân trong giá xăng. Tại vì trong lúc này chỉ có hai cái vấn đề chính là cái vấn đề về dịch bệnh của nó đang ảnh hưởng trầm trọng đến tất cả các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Thứ hai nữa là vào dịp Tết tất cả các mặt hàng nó trở nên giá đỏ hơn, thì nếu mà xăng giá xăng có thể hỗ trợ được chính phủ hỗ trợ thì đó là cái điều rất tốt.